Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Những tiếng hô vang Trump làm mờ DeSantis tại hội trợ Iowa. 2 phần ba người Mỹ tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Cơ quan liên bang đã kích động sự kiện ngày 6 tháng 1 và gia đình Biden là một gia đình tội phạm. Điều tra luật sư đặc biệt của Biden giới thiệu các bài báo luận tội chống lại Joe Biden và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị trong hành trình tham quan hội trợ tiểu bang Iowa, thống đốc Florida Ron DeSantis đã bị lu mờ dưới bóng hào quang của những tiếng hoang hô và ủng hộ mạnh mẽ dành cho cựu tổng thống Donald Trump khi bước ra khỏi cấu trúc sân chơi mang màu đỏ gắn bảng Hiệp hội nhà sản xuất thịt lợn Iowa ông đã đối mặt với một không gian tràn đầy âm nhạc và cảm xúc với những khẩu hiệu sôi nổi như trump bạn đã thực sự xuất sắc và trump chúng tôi đồng lòng với bạn điểm xuyến trong không gian khi máy bay của cựu tổng thống bay lượn trên đỉnh đầu mặc dù đã cố gắng không ngừng thống đốc desantis vẫn chưa thể né tránh hoàn toàn tầm ảnh hưởng đáng kể của donald trump một tình huống đáng chú ý là khi ông đang trò chuyện cùng thống đốc iowa kim reynolds trong một cuộc họp đối thoại nòng cốt những lời hoang hô đối với Trump đã tạo nên một sự náo động đến mức Reynolds đã phải thậm chí la mắng đám đông. Hiện tại, Donald Trump vẫn đang giữ vị trí trung tâm trong cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Hai phần ba người Mỹ đã thức tỉnh, họ nhận thấy sự thật đằng sau những lời nói dối từ đảng Dân Chủ và phương tiện truyền thông cũng như công nghệ lớn Big Tech tham nhũng của họ. Vào tháng 4, một cuộc thăm dò tại Ramusen Reports đã báo cáo rằng Hai phần ba người Mỹ nghi ngờ rằng cơ quan liên bang đã kích động sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng 1. Cuộc thăm dò này diễn ra trước khi cựu trưởng cảnh sát Capitol nói chuyện với Tucker Carlson và chia sẻ rằng ngày 6 tháng 1 là một kế hoạch sẵn sàng để ám chỉ tổng thống Trump. Vào tháng 5, một cuộc thăm dò của Rasmussen Reports cho thấy 62% người Mỹ tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, con số này đã tăng theo thời gian. Cũng trong tháng 5, đa số người Mỹ theo một cuộc tham dò của Ramusen cho biết họ tin rằng các tội phạm của ban nhóm Biden liên quan đến việc can thiệp của nước ngoài là một vấn đề quan trọng. Các kết quả cuộc tham dò này tương tự với cuộc tham dò của Daily Mail ngày hôm nay. Người Mỹ với tỷ lệ lớn cho biết Joe Biden và con trai ông Hunter đã vi phạm luật chống lại việc can thiệp của nước ngoài. Theo cuộc tham dò của Daily Mail, trong bối cảnh các cáo buộc xoay quanh các giao dịch kinh doanh gia đình Joe Biden. Toàn bộ 63% cử tri cho biết Joe Biden đã vi phạm đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài FARA, đòi hỏi những người tham gia phải tuyên bố lợi ích nước ngoài khi ông phục vụ làm phó tổng thống và con trai ông làm việc với công ty năng lượng Ukraine Burisma. Người Mỹ biết sự thật và đang đối diện với những lời nói dối từ phe tả, tà ác, phạm pháp và tham nhũng cùng với những người thúc đẩy thông tin giả mạo của họ cố vấn đặc biệt David Quist, người đang dẫn đầu cuộc điều tra Hunter Biden nên tự mình bị điều tra vì đã đi chậm trong cuộc điều tra liên bang kéo dài 5 năm về con trai của Joe Biden, nhà văn đóng góp cho Spectator Charles Lipson cho biết trong một chuyên mục đăng hôm thứ Sáu. Văn phòng riêng của Quist cần được điều tra, họ đã làm chậm quá trình điều tra tội phạm trong nhiều năm để thời hiệu hết hiệu lực đối với các cáo buộc quan trọng để Hunter Biden trốn thuế mà anh ta nợ thu nhập nước ngoài đề xuất trao cho anh ta một thỏa thuận ngọt ngào chưa từng có và nói với các nhà điều tra của IRS rằng họ sẽ không theo đuổi bất kỳ đầu mối nào, dù đáng tin cậy đến đâu, có thể dẫn đến ông lớn Joe Biden. Lipson, giáo sư danh dự khoa học chính trị Peter Ritma tại Đại học Chicago, nơi ông thành lập, viết Chương trình Chính trị Kinh tế và An ninh Quốc tế Đúng như lời họ nói, họ đã không theo đuổi những đầu mối đó. Lipson chỉ ra rằng việc tổng trưởng lý Merrick Garland bổ nhiệm Waze, một luật sư Hoa Kỳ ở Delaware, nơi gia đình Biden cư trú, vào thứ Sáu có thể trao cho công tố viên liên bang thêm một chút quyền lực để đưa các vụ án ở các khu vực pháp lý khác và giúp cuộc điều tra đi đúng hướng, không cần phải đưa ai đó mới tăng tốc vào vụ án. Nhưng anh ấy cũng nói trong chuyên mục rằng vì Garland đã không thực hiện cuộc hẹn cách đây hai năm khi anh ấy đảm nhận vị trí này với tư cách là một phần của chính quyền Biden. Nên việc anh ấy làm như vậy bây giờ có thể là để ngăn chặn nỗ lực của các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội nhằm lấy thông tin cho riêng họ, điều tra về gia đình Biden vì cuộc điều tra tích cực. Lipson viết, nó cung cấp cho Bộ Tư pháp một công cụ bổ sung để ngăn chặn các cuộc điều tra của các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người đang tiến hành một số cuộc điều tra nghiêm trọng về hành vi tham nhũng của gia đình Biden. Bất cứ khi nào các ủy ban của Hạ viện yêu cầu thông tin, DOJ có thể trả lời đơn giản: "Chúng tôi đã giao cuộc điều tra của mình cho luật sư đặc biệt và không thể chuyển tài liệu trong khi văn phòng của ông ấy đang điều tra." Kịch bản đó sẽ buộc ủy ban Hạ viện phải mở một cuộc điều tra luận tội để lấy các tài liệu cần thiết để theo đuổi vụ việc. Việc bổ nhiệm Gatlin cũng diễn ra vào ngày nhóm pháp lý của Gates và Hunter Biden đi đến bế tắc trong thỏa thuận nhận tội liên quan đến hai tội nhẹ về thuế liên bang và vi phạm sở hữu súng. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch dân biểu James Comer đã công bố một kho tài liệu tài chính, báo cáo của FBI và lời khai của những người tố cáo IRS và các đối tác kinh doanh của Hunter Biden đặt ra một trường hợp bán rong ảnh hưởng tại cùng thời gian Joe Biden là Phó Tổng thống, chuyển hàng triệu đô la thông qua Hunter Biden và một số công ty vỏ bọc do gia đình sở hữu. Lipson viết, không hiểu sao văn phòng của Ways lại cho phép thời hiệu hết triệu lực đối với hàng triệu đô la thu nhập từ nước ngoài mà Hunter được cho là nhận được, mà khoản thuế này chưa bao giờ được nộp. Luật sư Hoa Kỳ chưa bao giờ giải thích lý do tại sao văn phòng của ông ấy cũng không theo đuổi các cáo buộc rõ ràng rằng Hunter lẽ ra phải đăng ký làm đại lý nước ngoài theo đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài. Dân biểu Greg Stilby, đảng Cộng Hòa, đã vượt lên dẫn trước các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa của mình vào thứ Sáu và công bố các điều khoản luận tội Joe Biden. Trong khi một số ủy ban của Quốc hội đang xây dựng một trường hợp đa dạng để loại bỏ Biden khỏi chức vụ, Stilby cho biết đã đến lúc phải hành động ông ấy đã đề trên các bài báo luận tội biden cáo buộc rằng joe biden đã đồng lõa với những tội ác bị cáo buộc của con trai là hunter biden và đã làm việc để che chở ông ta trước công lý đã đến lúc luận tội joe biden stilby nói trong một tuyên bố ông ấy đã làm suy yếu sự liêm chính của văn phòng của mình mang lại tiếng xấu cho tổng thống phản bội lòng tin của ông ấy với tư cách là tổng thống và hành động theo cách lật đổ luật pháp và công lý với cái giá phải trả là công dân mỹ Stilby đã đệ trình bốn bài báo cáo buộc tội ác và tội nhẹ của Biden. Vụ đầu tiên là cáo buộc cho Biden lạm dụng quyền lực của văn phòng của mình bằng cách bị cáo buộc nhận hối lộ, phạm tội tốn tiền theo đạo luật Hobbs và gian lận dịch vụ trung thực liên quan đến việc sử dụng chức vụ chính thức của ông. Những cáo buộc này phát sinh từ việc Biden bị cáo buộc có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của gia đình ông, bao gồm cả nỗ lực bị cáo buộc của Hunter và James Biden, anh trai của Tổng thống, nhằm bán quyền tiếp cận phó tổng thống khi đó là Biden từ năm 2009 đến 2017 để đổi lấy các khoản thanh toán và cơ hội kinh doanh từ nước ngoài và trong nước, đối tác kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, dân biểu James Comer, hôm thứ Tư đã công bố một bản ghi nhớ có mục đích cho thấy rằng các khoản thanh toán nước ngoài cho gia đình Biden có tổng trị giá hơn 20 triệu đô la, mặc dù các đảng viên đảng Dân Chủ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Joe Biden đã chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc đã cam kết hành vi sai trái. Bài báo thứ hai cáo buộc rằng Joe Biden đã cản trở công lý, trích dẫn lời khai của người tố giác IRS rằng các thành viên của chiến dịch Biden đã thông đồng một cách sai trái với các quan chức của Bộ Tư pháp DOJ để can thiệp trái phép vào các cuộc điều tra về tội phạm thuế mà Hunter Biden đã thực hiện. Cả Bộ Tư pháp và Cố vấn đặc biệt David Quist luật sư Hoa Kỳ được chỉ định điều tra Hunter Biden đều phủ nhận việc chính quyền Biden cản trở công việc của West. Bài báo thứ ba và thứ tư cáo buộc Biden lừa đảo và lần lượt trả tiền cho các loại ma túy bất hợp pháp của Hunter Biden và các vụ hẹn hò với gái mại dâm. Bằng chứng tiếp tục tăng lên từ ngày, gia đình tội phạm Biden đã trục lợi cá nhân từ các vị trí chính phủ của Joe thông qua hối lộ, đe dọa và lừa đảo. cho Biden không được phép tiếp tục ngồi trong tòa bạch ốc bán rẻ đất nước của chúng ta, Steelby nói. Cùng ngày, Steelby đã đưa ra luật yêu cầu giám đốc sửa mật vụ viết báo cáo về việc sử dụng trái phép các chất bị kiểm soát trong tòa Bạch Ốc. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan mật vụ kết thúc cuộc điều tra về cocaine được tìm thấy tại tòa Bạch Ốc vào tháng trước mà không xác định được người quan tâm. Steelby đặt tên cho dự luật là Đạo luật giúp hiểu về dấu vết ma túy tại nơi cư trú của người điều hành, Hunter. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ USSS tự coi mình là một trong những cơ quan thực thi pháp luật ưu tú nhất trên thế giới, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc USSS đã không tìm ra kẻ chịu trách nhiệm đưa cocaine vào một trong những tòa nhà an ninh nhất ở Mỹ. Ông nói, người dân Mỹ xứng đáng nhận được câu trả lời, luật của tôi yêu cầu thông tin về cuộc điều tra kín về cocaine được tìm thấy tại tòa Bạch Ốc vào tháng 7 và tập trung vào cách quốc hội có thể giám sát để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp các chất bị kiểm soát trong tòa Bạch Ốc trong tương lai. Các điều khoản luận tội của Stubbe đã đi trước ít nhất 4 cuộc điều tra của Ủy ban do đảng Cộng hòa đứng đầu theo đuổi các con đường luận tội Biden hoặc các quan chức hàng đầu của ông ta. Tòa Bạch Ốc đã chế giễu những gợi ý rằng Biden nên bị cách chức